Ngày 22 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông về ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện An Phú. Đồng chí Quách Tú Giang, Bí thư Huyện ủy An Phú, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đến dự. Tại chương trình, các đại biểu tham dự được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với hội viên dân tộc, điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin để khởi nghiệp thành công. Tìm hiểu kiến thức về khởi nghiệp thông qua trò chơi, đuổi hình bắt chữ, xem tiểu phẩm ai cũng có thể, cung cấp kiến thức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin về bán hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kết nối thị trường, kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Qua đó, nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số về ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong sản xuất và kết nối thị trường. Tại chương trình, các đại biểu còn được tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, phát triển kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số và được tư vấn hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch tài chính, thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng bảng tượng trưng mô hình trao yêu thương cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và 7.560 ly sữa TH True Formula cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, huyện An Phú.